sinh ra và lớn lên tại Chiêm Hóa, hiện đang là công an tỉnh Tuyên Quang. Hãy cùng chào đón số báo danh 034, thí sinh Đào Phương Anh. Giới thiệu thí sinh mang số báo danh 052, Nông Thị Hằng. Cô đến từ Chiêm Hóa và đang theo học tại Đại học Thương mại. Hãy cùng tiếp tục chào đón thí sinh mang số báo danh 016, Trần Thị Hồng Hải, đến từ Hàm Yên. Cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Số báo danh 050, thí sinh Lê Thị Diễm Quỳnh, cô đến từ huyện Yên Sơn. Số báo danh 079, người con của huyện Chiêm Hóa và đang là sinh viên Đại học Tân Trào, thí sinh Ngô Hương Trà. Thí sinh tiếp theo, một cô gái đến từ Hàm Yên, mang số báo danh 091, Đào Thị Vân. Cô đang là giáo viên dạy tiểu học. Đến từ Na Hàng, hiện nay đang là sinh viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thí sinh mang số báo danh 001, Phạm Thị Uyên. Một thí sinh đến từ Sơn Dương và hiện cô đang là sinh viên cao đẳng FPT Polytechnic, thí sinh Nguyễn Thị Minh Hằng, số báo danh 008. Cô sinh viên Đại học Mở Hà Nội đang sải bước để chào đón quý vị, cũng đến từ Sơn Dương, số báo danh 030, Vũ Phương Thảo. Quý vị đang theo dõi phần dự thi trang phục xã hội với những thiết kế của nhà thiết kế Việt Phượng. Và chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 043,
Châu Thị Lụa đến từ huyện Lâm Bình. Cô đang theo học tại Học viện Ngân hàng. Đến từ thành phố Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Thí sinh Đặng Thùy Dương, số báo danh 003. Trần Thương đến từ Sơn Dương, hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số báo danh 049. Chào đón thí sinh Bàn Thị Vững đến từ Lâm Bình, mang số báo danh 081. Cô là sinh viên Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tỉnh Hưng Yên. Và đây là số báo danh 085, thí sinh Nguyễn Phương Ngọc. Sinh ra và lớn lên tại Chiêm Hóa, cô vừa đỗ viên chức ngành tài nguyên môi trường. Số báo danh 010, thí sinh Lê Khánh Linh đến từ thành phố Tuyên Quang. Cô hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Và gương mặt thứ 22 đang sải bước trong phần dự thi trang phục dạ hội cuối cùng của đêm chung kết hôm nay. Thí sinh mang số báo danh 041, Nguyễn Thị Phương Thanh đến từ huyện Sơn Dương. Cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.